Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi, trần thế em nay chán nửa rồi. Cung quế đã ai ngồi đó chừa, cành đa xin chị nhấc lên chơi. Có bầu có bạn can chi tuổi, cùng gió cùng mây thế mới vui. Rồi cứ mỗi năm rằm tháng tám, tựa nhau trông xuống thế gian cười. Xin thưa với lại các thượng đế, bây giờ là 23 giờ 36 phút. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2023. Trân trọng kính mời các thượng văn đế ly chè Thái Nguyên. Cái này thì không 100% được. Mong các thượng văn đế cũng lượng thứ cho cách thưởng trà của lão nông. Báo cáo với lại các thượng văn đế, trong này là 10 cuộn băng cassette loại băng Sony HF90. Nội dung chương trình thì thâu theo yêu cầu. Địa chỉ tới: thôn Hồng Giang, xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Mang biển số 98 đấy, 98 Bắc Giang, 99 Bắc Ninh nhá. Trước đây là tỉnh Hà Bắc đấy. Nói đến tỉnh Hà Bắc là lại nhớ tấm áo mẹ vá năm xưa nhá. Để chúng con nhớ nhớ về Hà Bắc đấy. Tấm áo bấy lâu nay mà con thường vẫn mặc. Ở đây là 10 con băng cassette thì thâu theo chương trình yêu cầu của ngài đây. Đấy, ví dụ như Thanh Tuyền 1 này, Duy Khánh 1973 này, Boney 79 này, Mô Đen Tắc Kinh này, Chế Linh Tình Bơ Vơ này, Kim Tầng 1 này, Trường Vũ Như Quỳnh này, Chế Linh Xuân Tha Hương này, Tân Cổ, Minh Vương Lệ Thủy này, rồi là Nhạc Hoa Lời Việt. Đấy, đủ 10 cuốn. Trân trọng cảm ơn ngài. Ngài Thượng Đế này đã chuyển thóc cho mình là 600.000 đồng rồi. Ngày mai sẽ gửi hàng cho ngài. Khi hàng đến là ngài chỉ có việc coi như thế là trả tiền vận chuyển và vỗ tay. Thế là cuộc giao dịch của mình với ngài thành công tốt đẹp. Ngày mai thì đương nhiên rồi, ngày mai cũng là một ngày đẹp trời, cũng là một ngày tốt để các thượng đế Trần Văn chốt những chiếc radio cassette cùng với lại những cuộn băng cassette chất lượng cao. Đấy là xin thưa với lại các thượng đế. Còn bây giờ, trân trọng giới thiệu tới các thượng đế trên giải chữ S một Mỹ Đài được lão nông Chi Điền Khang Audio 18 Bình Dương tuyển lựa. Mỹ Đài này có tên là Sony, có model là CFS-B5SC-MK2. Mỹ Đài này có một cái khiếm khuyết là cũ mà như mới. Cũ mà như mới. Đây. Cũ mà như mới. Mới lắm. Ở đây nó mới hay không là nhìn cái nước xi mạ ở cái chỗ biểu thị tần số của radio này này. Đấy. Chữ nghĩa nó sắc nét như vừa mới in xong. Đủ tiêu chuẩn là Mỹ Đài nha. Đây. Lưới đây này. Lưới này là sơn zin nhé chứ không phải sơn lại. Lưới này là sơn zin chứ không phải sơn lại. Ở đây nó có một cái nốt ruồi son này. Đấy. Sau khi động phòng hoa trúc mới biết bu em có nốt ruồi son này này. Đấy. Đây. Đấy, lưới đẹp lắm nha. Sơn vẫn còn bóng cơ mà, vẫn còn độ bóng nha. Đấy. Bên trong này thì Mỹ Đài này mình đã tắm nước rồi nhá, tắm nước tắm xong là rửa sạch sẽ đẹp đẽ lắm. Thì bên trong này, Line new, đúng là như mới, rất mới. Lò xo nó còn sáng loáng, cái lò xo cửa bằng nó còn sáng loáng như này là biết đấy. Đấy. Đây là cái vỏ đằng trước nhá, ta bỏ đây.
Đấy, cho cụ an tọa ở chỗ đấy. Bây giờ tiếp tục sang hai cái loa. Loa đúng là như mới thật. Đây, Sony này. Thông số kỹ thuật là 2,8 ohm 4W. Sản xuất ở China. Đấy, mới này mà. Cái xương loa này. Thế này mới đạt tiêu chuẩn Mỹ Đài. Đây dâu này. Đây đằng trước này. Không có một cái lỗ trong kim được. Không có một cái lỗ trong kim được. Đây là cái vết, đây là cái vết vết gì như kiểu vết sơn khi người ta bôi cái này nó dây vào đây đấy. Đây. Chứ không phải vết thủng đâu nhá, không phải vết thủng. Đã kiểm tra kỹ rồi không phải vết thủng đâu. Đấy. Không nghĩ tưởng là vết thủng. Vết thủng thì đương nhiên là sẽ coi như thế là không đạt tiêu chí tiêu chuẩn Mỹ Đài. Đây là một cái nhá. Và sang đây cái thứ hai này. 2,8 ohm 4W ghi tên Khang đây. Cái này cũng ghi tên rồi nhá. Nào. Đây. Khang 1861 này. Bên đây cũng 1861 này. Đây, nó như mới như thế này. Đây. Ui giời, đây cái rốn này. Rốn nó lôi lên này. Ui giời, đây. Đấy, bỏ đây. Bỏ đây cho nó gọn. Mỹ Đài này còn nguyên cả tem. Mỹ Đài này còn nguyên cả tem. Này, bộ cơ này. Bộ cơ này. Lát nữa sẽ thay dây cura. Bộ cơ này không, nhầm trong bộ cơ này. Đây đây đây. Đấy, để tại vì mình tháo ra hai cái một lúc một cái. Cái này không phải nha, cái này không phải, cái này lắp vào cái đài khác. Cái đấy là bộ cơ đấy là không đạt tiêu chuẩn Mỹ Đài, còn cái này mới là đạt tiêu chuẩn Mỹ Đài. Đây. Mình tháo ra hai cái đài một lúc mà. Đấy thì cái này nó còn tem. Cái này còn nguyên tem. Đấy, lát nữa sẽ vệ sinh vệ sinh đầu từ, thay bánh tì, thay dây cu loa. Đấy. Núm này sáng loáng nhỉ. Đấy, cái này nhá, cái này mới đủ tiêu chí là Mỹ Đài nha. Đánh dấu vào đây luôn nha. Đánh dấu vào đây luôn. Khang 1861. Đấy, đánh dấu vào đây luôn. Mỹ Đài nha. Bỏ đây. Đây là Mỹ Cơ. Đây là Mỹ Cơ. Đây, phải đậy lên cái nắp này vào. Bút to mà hết mực thì cũng buồn lắm, chả giải quyết gì cả. Quan trọng nhất là bút phải còn mực nha. Quan trọng nhất là bút phải còn mực. Chứ còn bút to hay bút bé mà không còn mực thì cũng hỏng cái bánh kẹo. Phải đậy nắp vào, không đậy nắp vào là mai không viết được. Đây là phên vỉ radio đây. Đây. Radio chạy một con IC. Đây. Radio này thì nét, bò thì vàng ươm như ruối, tụ xoay. Radio băng sóng FM trần và nét nha. Cái đà này xem có đèn FM stereo, đà này không có, không có đèn FM stereo. À, phên vỉ này. Sáng loáng như thế này. Đấy. Đây phên vỉ này. Đây. Đây thằng cu này IC công suất LA. LA lại phải dùng cái thằng cu con này mới xem được. 4601. Đây này cái thằng cu con này này. Thằng cu con này là IC công suất có tên là LA4601. Đây. Đấy 4601 nhá. Công tắc chuyển tín hiệu thô băng này. Nó còn sáng loáng này, công tắc chuyển tabe rồi bao giờ. Radio sáng loáng này. Chiếc áp này vẫn còn có độ sáng này. Đây. Đấy. Phên vỉ đây. Phên vỉ chưa có đầu với xây lộn gì. Thế nó mới đạt tiêu chuẩn Mỹ Đài. Đã xoay nó cái vỏ đằng sau nữa. Đây. Đã sạch đẹp rồi. Này để đầu giường nghe gọn nhá. Không vướng diện tích, đỡ vướng chỗ hoạt động. Mà sạch đẹp như thế này rồi thì còn gì phải bàn nữa nhá.
Đấy. Bên trên này. Cái nước xi mẹ này. Đây, mô đen này. Nước xi mẹ như thế này, như inox. Nước xi mẹ như inox luôn. Đây này, chữ nó còn vàng như này. Chữ nó còn vàng này. Sony. Quai sách này. Đấy. Nhựa đen vẫn còn có độ bóng nhá. Đây, tem vẫn còn này, nhưng mà mình bóc ra đây, đánh rửa đây, tem trong này, lò xo này, đấy, ăng ten này, chân ăng ten này, ăng ten zin, ăng ten đầu nhựa, ăng ten zin, quai sách này, sáng loáng như này, đấy. Thôi đã rồi các thượng văn đế trên giải QS nội soi Mỹ Đài. Sony có model CFS B5SIMK2. Mỹ Đài này mình cung cấp với một mức thóc đã được phần mềm chuyển đổi từ thóc sang tiền Việt để dễ dàng giao dịch. 650.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Xin phép dừng video ở đây để lóc vào thôi. Thân ái chào tạm biệt. Xin chào.